Mọi người ơi, đây nè, đây nè. Ráng làm việc thật tốt nha. Ngày mai á, anh Hoàng á có một cái bộ phim rất lớn. Bộ phim về phía mặt trời hợp tác cùng với Hàn Quốc. Tối nay đúng 11 giờ phải ra tới sân bay nha. Oh my god. Phim về phía mặt trời. Một bộ phim bom tấn của năm. Trời trời. Trời. Minh Hoàng ơi, I love you. Diễm Hương à, cái gì mà lố với em? Ủa, bọn em chưa quen với việc ngôi sao Minh Hoàng của chúng ta tham gia bơm tấn hay sao? Khi nào mà cái bản mặt của em tham gia bơm tấn á thì nó mới đáng để sốc. Chứ Minh Hoàng tham gia là điều hiển nhiên đó bé. Sốc sốc. Ê, chưa xong. Còn một chút sau nữa nè, nó hơi nhạt. Ok, xong rồi, breakfast. Ê, anh Hoàng. Nè, đó, ok, lại đây nè. Anh ơi. Xơi ra giùm anh Hoàng nha, anh Hoàng. Nè, anh nước của anh Hoàng đâu? Diễn được chưa mọi người? Bạn diễn tôi đâu rồi? Bạn Nam đâu rồi? Nam phụ đâu rồi em ơi? Bạn Nam ơi! Đây, xếp đi em. Rồi, Hồng Hoa, chỉnh cái tóc lại cho anh Hoàng coi. Mới chỉnh hồi nãy rồi. Được, chỉnh lại đi. Mệt ghê á. Thôi, ok. Chỉnh nhanh mình chỗ. Rồi đó. Rồi. Áo sao rồi em. Chỉnh áo làm sao kìa. Rồi, đó. Nè. Em ơi, em mặc em hơi cứng rồi. Em giảm cái chỗ này ra. Đấy này. Hồng Hoa tỷ. Ừ. Chị nghĩ với diễn xuất của anh người mẫu kia thì mấy giờ mình về vậy? Cũng sớm thôi em, 3 giờ sáng. Ê, hay là tỷ lên thay đi. Ừ. Mày mà nói nữa, tao móc cái mũi ra, tao nhét vô lưỡi mày luôn bây giờ. Nó bậy, nó bạ, nó khùng, nó điên không mà. Tao lên thay người ta rồi, tao hót không Minh Hoàng luôn rồi sao? Tao hót. Thì gớm với nó má, thảm họa thời trang, quận chúa xuống núi, gặp mặt mẫu hoàng tử hay gì má. Em chỉ thoải mái ra chút xíu em. Tao hơi đơ. Gì thoải mái ra. Nè anh. Đây. Mình thử nè, mình thử nè, nghe máy nha. Máy rồi, chút xíu nè, máy rồi. Ok. Lần này có gặp mấy anh Opa Hàn Quốc đẹp trai không ta? Trời. Anh Hoàng ơi. Gì? Lớn chuyện rồi. Anh Hoàng coi nè. Gọi cho giám đốc can thiệp gỡ bài đi. Nhanh. Trời ơi. Thế nghĩa là công ty mới dự báo em á. Mà mũ mất rồi đó. Thế đang báo quá trời nè anh. Tôi giờ mới này không biết. Kén thế. Kiểu này chắc chắn bị quay lén rồi. Tìm cách gì đi chứ. Mà giám đốc thì xin từ nãy giờ mà chưa trả lời luôn nè. Thì có khi giám đốc đã có cách gì rồi. Thôi, đằng nào cũng vậy. Cứ ra sân bay đã, mai tính. Dạ luôn. Nghe. Cái gì? Tại sao lại cắt vai? Giám đốc có chắc chắn với nước đi này không? Tôi thấy hơi bị mạo hiểm đấy. Xin lỗi, tụi em tôi chạy. Mọi người đang bàn chuyện gì khi tôi chưa tới vậy? Nước đi nào mạo hiểm? Chiến lược của công ty thì cậu không nên tham gia quá sâu. Chuyện của ngày hôm qua chắc chắn mọi người đã đọc trên báo rồi. Bắt đầu từ ngày mai, để tránh những cái thiệt hại không đáng có, Minh Hoàng rút về công ty, án binh bất động không làm bất cứ một cái gì nữa. Còn Bảo Anh về phụ tôi là những chiến lược, những talent mới tiếp theo. Chỉ một chút scandal thôi mà, chúng ta có thể chối bay, chối biến clip đó.
rồi cùng lắm mình mất một vài vai diễn, một vài show quảng cáo. Mất thì tuần sau, tháng sau kiếm lại. Mọi người hãy nhớ ấy, tôi là Minh Hoàng. Dù sao thì tôi vẫn đang là một người mẫu ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cậu xem thường mọi thứ quá rồi đó. Không có cái đỉnh cao nào mà không phải đối với scandal. Trong một đêm cậu đã giúp công ty mất trắng hàng tỷ đồng. Và nếu tiếp tục như vậy chúng ta sẽ mất sạch. Ngày mai không nhân nhượng nữa, cậu hẹn rút về cùng với cô Trang Nhung ở phòng đào tạo. Cô bảo anh không cần nặng đầu với cậu đi nữa. Cùng tôi lên những chiến lược mới. Cậu đi được rồi đó. Em đâu? Cái gì vậy? Trời đất ơi, đẹp trai giả mang luôn vậy đó. Bực cả mình. Nếu không có cái tên Minh Hoàng này thì công ty này lấy gì mà ăn? Đúng là cái lũ khốn nạn. Ôi kìa, lên hình mà đẹp hút cả hồn chị luôn rồi đây này. Trời ơi, coi kìa. Bao nhiêu là cái comment khen muốn rớt cái liêm sĩ của chị ra ngoài luôn luôn rồi này. Ê, chồng chị đó mấy bé ơi. Mà hình như anh này là gà của công ty mình mà. À, không ngờ lên hình đẹp trai vậy luôn á. Lại còn đóng phim siêu hot về phía mặt trời, gây bão cộng đồng mạng rồi. Ê, chồng chị mà bồ em được không? Gớm quá má ơi. Mà thôi, cũng được. Một tuần á thì chị sẽ chia cho em 2 ngày, thứ hai, thứ ba thôi. 2 ngày đó chị mệt. Đấy, nhưng mà phải công nhận luôn nha, giám đốc của mình á quả thật là siêu đỉnh luôn. Ngựa chiến vừa mới gục ngã thì đã có bạch mã hoàng tử lên thay thế. Lần này á lại còn vụ sáng nữa. Gì vậy? Gì vậy cha? Ném đi. Ủa đền cho tôi à. Trời, thằng cha đó đó, hồi đó hả, chị ghét ơi là ghét luôn vậy đó. Chảnh chọe. Bây giờ hả, rớt xuống đi cho thấm cái mùi đời. Xác. Thôi, nghiệp quá vậy má. Dù gì cũng tội nghiệp người ta. Sáng á, còn khen người ta đẹp trai á, giờ đã buông lời nghiệp chướng rồi. Trời ơi. Má mày trai hay má tội nghiệp má? Không có nha. Vậy rồi cho có ăn không? Có. Tén cái liêm sĩ lại. Trời ơi, cái cốt của má mà không mê trai hả, con cùi nè má. Đi làm việc. Ủa, có gì gì mà làm? Thì không có gì làm thì tự mà đi kiếm cái gì mà làm đi. Còn không á thì làm thinh, câm lại, bớt hỏng chuyện. Sao? Sao? Xin chào mọi người, mong được mọi người giúp đỡ. Bắt đầu nha mọi người. Trời ơi, dễ thương quá à. Không giống như ông nội ngôi sao kia. Nhiều cuộc là có thật đó má. Ngôi sao kiểu đấy á thì mau khách thời lắm má ơi. Ngôi sao á là phải như anh này vậy nè. Bố anh à. Dạ. Công việc đến đâu rồi? Dạ. À giám đốc, hiện tại thì bên mình đã kéo về hơn 30 tỷ quảng cáo. Dạ. Và có 4 nhãn hàng lớn đang được cân nhắc thưa giám đốc. Ok. Như vậy là cũng khả quan lắm rồi. Dạ. Làm sao họ dám cho một gương mặt mới toanh như vậy được? Nhưng riêng nha khoa năm sau thì phải ký hợp đồng cho bằng được. Với chuỗi thẩm mỹ viện và làm đẹp số 1. Bên đây là đối tác quan trọng nhất. Chưa kể nó dính job này, hình ảnh sẽ rất sang và dễ kéo những job lớn hơn. Chuẩn bị đưa tụi anh qua đó nhé. Tôi sẽ về công ty bây giờ. Dạ. Dạ, thưa giám đốc. Dạ. Anh ơi! Im mắt. Mình chụp tiếp đi anh. Má ơi, sáng sớm để người ta chụp hình đi má. Nhìn mặt má là muốn ói luôn á, khỏi chụp choẹt gì nữa. Nè, cái mặt của má đó là người ta gọi bằng cô á. Chứ ở đó mà anh ơi. Gì vậy má? Trời đất ơi, tỉnh chưa em? Tỉnh chưa? Trời ơi, em nũng nịu với ai vậy? Hả? Tím! Chưa hả? Chưa thì tán một cái nữa cho em tỉnh nha.
Tôi biết là rất khó cho chị, nhưng liệu chị có thể cho tôi thời hạn 1 tháng để lấy lại hình ảnh được không? Scandal này chắc chắn 1-2 tuần nữa sẽ yên ắng. Chị nhìn xem, showbiz này rất nhiều scandal cũng rất nhanh đi vào dĩ vãng. Và khi đó, mọi người vẫn sẽ nhớ lại hình ảnh của tôi lúc đỉnh cao. Chị à, mới chỉ cách đây 1 tuần, chị đã nói chúng ta sẽ có rất nhiều điều thú vị khi kết hợp với nhau mà. Hay chị hãy coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng, vì hợp đồng này nó mang ý nghĩa sống còn đối với tôi, được không chị? Thôi được rồi, những gì cậu nói tôi đã hiểu. Tôi sẽ xem xét lại và báo với cậu sau. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Em cảm ơn. Chào mọi người. Từ bây giờ Luân Vũ sẽ là trợ lý cho Tùng Anh. Lúc nãy chị có nói rồi đó. Từ hôm nay em sẽ take care cho Tùng Anh nhé. Dạ. Em sao vậy? Chị thấy mặt em không được vui. Dạ em không sao chị. Em đang vui mà. Em hơi đói bụng thôi ạ. Chắc mới nên chưa quen thôi chị. Chứ Vũ trước giờ làm việc rất chuyên nghiệp mà. Không vì thay đổi talent mà không vui, Vũ ha. Chính xác. Tùng Anh vậy mà cũng tinh tế quá ha. Vậy được rồi, bắt đầu đi nha. Này á, thì mình sẽ có buổi phỏng vấn bên báo thời trang. Rồi tối á, mình sẽ quay truyền hình trực tiếp để quảng bá cho phim. Và sau đó mình sẽ sang quận 2 để tiếp tục quay phim về phía mặt trời anh. Mình đi nha. Ok. Ok. Alo, em đang ở đâu? Gặp anh nói chuyện được không? Anh biết, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Để cho anh giải thích. Bỏ anh! Bỏ anh! Em bỏ tay ra! Mọi người nhìn thấy bây giờ. Mặc kệ, họ nhìn thấy thì sao chứ? Cứ cho họ thấy. Hôm nay em không nói chuyện rõ ràng với anh. Anh không bỏ ra đâu. Lại khá giống với một vài phân đoạn mà anh diễn rất là thành công đó. Những câu thoại mà tựa như thế này á, tôi nghe nhàm tai lắm rồi. Em à, em thừa hiểu con người anh mà. Lúc nào là diễn, lúc nào là thật chứ. Không anh. Cho tới tận những giây phút cuối cùng tôi còn tin anh. Còn bây giờ chắc là tôi phải suy nghĩ lại rồi. Tôi đã quên rằng là anh là một diễn viên tài năng đó. Giám đốc Ly nói rất là đúng. Mặc dù là anh đi lên bằng nghề người mẫu, nhưng mà bản năng của anh lại là một diễn viên xuất chúng. Thời gian đó anh quá mệt mỏi vì công việc. Em chứng kiến mà. Rồi chúng ta lại liên tục xung đột từ công việc tới tình cảm. Đó chỉ là những phút bồng bột của tuổi trẻ. Những cô gái đó chỉ là vì họ quá muốn được gần anh. Chứ anh không hề có tình cảm gì với họ cả. Anh dừng lại được rồi đó. Anh đừng có nghĩ là tôi không biết gì. Những người mà anh đi qua, anh nói gì với họ, tôi biết hết đó. Cái kết mà hôm nay anh nhận được, anh rất là xứng đáng. Tôi thấy cái kết này, tôi hả hê lắm. Hả hê cho những năm tháng vừa qua mà tôi phải chịu đựng như thế nào đó. Vậy nếu em chọn anh ta, thì hạnh phúc nhé, anh sẽ chẳng phiền em thế. Chào mọi người. Xin giới thiệu, đây là gương mặt mới của công ty chúng ta, Tùng Anh. Và chắc mọi người cũng không quá xa lạ, vì đây luôn luôn là một gương mặt nổi trội từ khi em còn là thực tập sinh.
và em đã được huấn luyện các kỹ năng để trở thành đứa talent mới của công ty chúng ta. Và điều minh chứng, em đã vụt sáng như một ngôi sao mới của showbiz. Chúc mừng em, Tùng Anh. Hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều ạ. Không có gì phải ngạc nhiên cả. Từ đây chúng ta sẽ đầu tư theo kiểu chuẩn hóa thần tượng. Hiện tượng của Tùng Anh vừa qua đã khiến tất cả các bạn học sinh đăng ký tăng vọt lên. Và tôi quyết định cam kết với mọi người 10 năm để biến mọi thứ trở nên chuyên nghiệp hơn. Nhưng giám đốc còn... Còn Minh Hoàng à, em hãy xem đây như giai đoạn khó khăn của em. Công ty vẫn giữ vững hợp đồng, nhưng em sẽ hoạt động tự do cùng với Trang Nhung. Và nên nhớ, ngôi sao hạng A vẫn mãi là hạng A, rớt cũng phải hạng A. Và Bảo Anh, cô hãy tách biệt hình ảnh giữa Minh Hoàng và Tùng Anh, vì tôi muốn hình ảnh hai cô này song song cùng nhau phát triển. Dạ. Chúc mừng cậu. Hôm nay trời mưa, ta chia cách u sầu. Chẳng phải một nửa của nhau em có đau. Gượng cười cố dấu nỗi niềm quay bước mau. Vì đau đớn em cũng đến với người sau. Đắng cay không chịu, hạnh phúc bên nhau không chịu. Chỉ có người khác làm em dễ. Phí một thời niên thiếu, nhắm mắt lại chỉ theo ai mà em yêu. Điều gì anh thiếu so với một người em yêu thì anh khác chi nhiều. Chỉ khác là em không yêu anh ta. Bước vào chỗ thiếu bằng cách nào anh chẳng hiểu. Còn anh ta thì hạnh phúc nhé, anh sẽ chẳng phiền em thêm.